Manchester City và Arsenal cùng ngược dòng giành chiến thắng ở vòng 7 Premier League. Manchester City có trận đấu kịch tính trên sân nhà FTH trước Fulham khi thắng với tỷ số 3-2. Arsenal cũng nhẹ nhàng vượt qua Southampton với tỷ số 3-1 ở vòng 7 Premier League. Bước vào trận đấu, vẫn như thường lệ Manchester City chiếm quyền kiểm soát bóng còn Fulham chủ động chơi thấp để phòng ngự. Ngày phút thứ tư của trận đấu, Gundogan tung cú vô lê uy lực đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc khung thành của Ben Leno luôn đặt trong tình trạng báo động. Trước sức tấn công quá mạnh của Manchester City, Fulham chỉ biết co cụm đội hình để phòng ngự, với lối chơi tập trung số đông ở khu vực sân nhà đã giúp khung thành của Fulham được an toàn. Không thể xuyên thủng hàng thủ Fulham bằng các pha tấn công trung lộ, Manchester City chuyển hướng sang tấn công hành lang cánh những cũng không hiệu quả. Do dâng quá cao đội hình, Manchester City suýt chút nữa phải nhận trái đắng sau tình huống phản công nhanh của Fulham. Phút 17, từ pha truyền bóng dài từ sân nhà, Adama Traore bất tốc loại bỏ Rico Lewis, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo Fulham lại bị Ederson dùng chân cản phá. Sau tình huống nguy hiểm mà Fulham tạo ra, Manchester City lập tức đáp trả bằng pha uy hiếp khung thành của Gundogan. Phút 25, sau pha thả bóng chuẩn xác của Phil Foden, Gundogan phá bẫy việt vị băng vào đánh đầu ngược đưa bóng đi chạch cột dọc. Phút 26, bất ngờ xảy ra trên sân Etihad, từ pha phản công bên cánh phải, Raul Jimenez thực hiện màn đánh gót điệu nghệ để Andreas Pereira lẻn xuống dứt điểm tung lưới Manchester City, một không nghiêng về phun hàng. Nhận bàn thua bất ngờ, Manchester City càng đẩy cao đội hình tấn công. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Manchester City cũng có bàn thắng quân bình tỷ số. Phút 32, sau tình huống đá phạt góc, bóng bật ra đúng vào tầm của Kovacic, tiền vệ Manchester City tung cú sút một chạm uy lực bóng chúng hậu vệ Fulham đổi hướng làm bó tay thủ thành Ben Leno, 1-1 cho Manchester City. Sang hiệp 2, Manchester City tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công, ngay phút 47, Manchester City đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Bernardo Silva nhả bóng về cho Kovacic băng lên dứt điểm trái pha tung lưới Leno, 2-1 nghiêng về Manchester City. Manchester City muốn chắc chắn có 3 điểm nên vẫn tiếp tục đi tìm bàn thắng thứ ba huấn luyện viên Pep Guardiola tung Doku vào sân thay Grealish để thay đổi lối chơi bên hành lang cánh. Haaland, Foden và Doku liên tiếp khuấy đảo hàng thủ Fulham, còn đội khách vẫn chiến thuật cũ khi tổ chức phòng ngự số đông để chờ cơ hội. Phút 68, Fulham có cơ hội mười mới khi Chauri đối mặt với Ederson sau tình huống phản công nhanh, tiếc là cú sút của tiền đạo Fulham bị thủ thành Manchester City cản phá. Sau nhiều nỗ lực tấn công, cuối cùng Manchester City cũng có bàn thắng thứ ba phút 82, sau tình huống đi bóng lắc léo của Doku, tiền đạo người bị đi bóng thêm một nhịp trước khi tung cú sút trái phá tung lưới Fulham, 3, một nghiêng về Manchester City. Không còn gì để mất, Fulham đẩy cao đội hình tấn công, phút 88, Roy Nelson chuyển từ cánh phải, Muniz băng vào khống chế rồi tung cú sút chạm nhẹ chân Johnstone đi vào lưới, tỷ số được rút ngắn xuống còn 2, 3 cho Fulham. Thời gian còn lại quá ít để Fulham có bàn thắng quân bình tỷ số. Kết thúc trận đấu, Manchester City thắng kịch tính Fulham với tỷ số 3, 2, với 3 điểm có được The Citizen tiếp tục bám đuổi Liverpool trên bảng xếp hạng khi kém hơn một điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Arsenal cũng có chiến thắng 3, 1 trước Southampton, cuộc đua tam mã đang diễn ra rất hấp dẫn. Manchester City và Arsenal cùng giành chiến thắng ở vòng 7 Premier League. Manchester City thắng kịch tính Fulham 3, 2 sau khi bị dẫn trước trong khi Arsenal dễ dàng vượt qua Southampton với tỷ số 3-1. Cả hai đội đều thể hiện sức mạnh và sự quyết tâm trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.